qua tôi à? Hello. Hello. Ừ, nghe không? Alo. Ừ, nghe đó. Nghe rồi. Ờ. Lên đâu? Ở đâu nhỉ? À. Đây à? À. Tìm được. Vấn đề bây giờ nó đang ở đâu ấy? À, nó đang ở dưới này à? Thì chưa qua thì nó ở Kiban gì? À, ủa thế á? Nếu như thế là nó không đi xem được nhà thì chỉ có là gửi ảnh thôi, nó chốt nó gửi ảnh hoặc là nó chốt nhà thì là gửi hồ sơ thì vẫn làm được bình thường đấy, còn nó ok vấn đề đấy thì ok thôi. Nhưng mà thì là phải nó phải cho ờ thế à, phải cho biết được cái địa chỉ có ở đấy đúng rồi. Thì cứ hỏi kỹ đi, cứ hỏi nó là muốn mong muốn ở là gần chỗ làm hay là gần ga hay gì ấy, thì có bảo thế tiền nhà tầm bao nhiêu nữa rồi sẽ check cho có gì tôi bảo. Tôi đang đi ngoài. Ghê thế. Nhìn ghê thế. Ok. Thế à? Ok. Cái gì nhặt? Ta gửi tạm qua địa chỉ trong tí tôi rảnh tôi gửi cho cái một số cái này để nó điền thông tin mà tôi biết ví dụ như là mấy cái nhu cầu ấy thì mình biết đường mới tìm được. Đang đi ngoài đường nhá. Ok. Ừ, lúc nữa tôi bảo.